Tặng anh Công được không? Dạ được. Tặng cho chị Nam Thư Công luôn. Trời ơi con. Ê hứa nha. Dạ. Hứa nha. Dạ. Hợp lý. Xuống dưới công chứng luôn. Trời ơi. Mai tôi nghĩ quay bạn mối họ đi công chứng trước đó. Mối tình thứ hai thì nhỏ hơn em tới 12 tuổi chị. Trời ơi. Mời bạn Nam. Rồi, mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Trời ơi, xinh xắn không? Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, dạ. Chào em. Dạ. Ngồi, ngồi, ngồi đi tự nhiên. Dạ, em xin chào MC Nam Thư và khán giả. Em tên là Dương Văn Tiến. Em ở Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu á. Đất Đỏ hả? Dạ. Rồi. Ê, đồng hương em nè. Em nhiêu tuổi? Dạ, em 31 tuổi anh Linh. Em làm nghề gì? Dạ, với quê hương em là làm chuyên về nông nghiệp anh Linh. Nhà em được mấy công? Ở dưới em thì tính hecta không, mà ở dưới em được 1 hecta năm á. Dạ, lại ở dưới kia là mẫu rử anh Linh. Mẫu rử á? À, dạ. mẫu rử tức là khoảng 15.000 m². Dạ đúng rồi anh. Đúng không ta? Dạ đúng. Chúc mừng em. Dạ. Anh ở đây có 200 m mà muốn chết luôn. Không, mà giờ dễ làm anh Linh. Dễ không? Dễ làm. Nào, giờ tặng anh Công được không? Dạ được. Tặng cho chị Nam Thư Công luôn. Trời ơi con. Ê hứa nha. Dạ. Hứa nha. Dạ. Đất Đỏ tôi biết à. Khoan nha. Bây giờ mình khoan, nói về như này tặng ra, mình nghe bạn gái giới thiệu rồi mình tính tới vụ tặng tặng nè. Mời bạn. Dạ em xin chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, chào anh trai bên kia cùng toàn thể dạ, tất cả quý vị. Anh chào em. Dạ anh chào em. Dạ. Em tên là Ngô Thị Cẩm Thu ạ. Năm nay em 24 tuổi. À, hiện em đang là dược sĩ, sống và làm việc tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Wow. À. Đồng hương hả chị? Đồng hương. Rồi đợi xíu để qua coi ai tặng đất nè. Đất Đỏ. Đất Đỏ đúng không? Dạ quê hương nhỏ thì 6 chị. Rồi đồng hương, giờ cho tôi cho nhiêu đây? Công không? Hơn công cũng được chị. Vậy dạ, là thiệt. Một chút là tặng vợ là nhiều hơn rồi nha. Dạ. Mình mai mối là người công rồi đúng không? Dạ. Méo tay có hứa nha. Có mai hứa mối mà. Là người công hả? Hợp lý. À, xuống dưới công chứng luôn. Trời ơi, hay quá, sọt quá. Chị là chị kích kết em rồi đó. Ví dụ dạ. Mà nội vô chưa gì mà ập vô đưa cho hai MC hai công đất là thấy ngon. Tươi. Cô gái dược sĩ bên kia, cô có những ưu điểm khuyết điểm gì? Em có những nhược điểm là nhiều khi là trong vài trường hợp thì em hay suy nghĩ cho người khác quá nhiều, dẫn đến là hay thiệt thòi về bản thân xí. Em khá là hoạt bát, thân thiện, vui vẻ, cho nên các cô, các bác ngoài chợ thì chấm em làm đối tượng cháu dâu con dâu hơi nhiều. Nhưng mà thấy phụ huynh thôi, còn học sinh thì không thấy ai ra hết, cho nên mới ế tới giờ ạ. Dạ, với lại thì em có một cái tinh thần văn nghệ rất là khủng khiếp. Rồi, hát cái cho nó sung ra nào. Hát đi. Dạ, anh ơi, một hồi nữa em gặp bạn anh trai bên đó thì em hát một đoạn rap ngắn được không ạ? Được. À, rồi, khi nào kéo rào dạ, được rồi ạ. Nha. Còn bạn Nam nè. Dạ, ưu điểm của em là không có hút thuốc, không có nhậu cờ bạc gì hết chị. Khuyết điểm của em là sợ đám đông á. Em có một cái ưu điểm rất tuyệt vời luôn. Dạ, cái gì anh Linh? Ga lăng. Mới gặp anh với Nam Thư tặng người công rồi đó. Rồi kêu đi công chứng nữa. Dạ. Chứ là em không biết hát nhưng mà em có sức khỏe tốt, em có thể hít đất rồi được á anh Linh. Tự động hít đất luôn hả? Dạ. Rồi làm đi được mấy chục cái liền em. Nam Thư muốn nhiêu? Thì mấy trăm cái đó hít. Ôi trời ơi. Một nè. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thôi ngưng rồi, ngưng. Dạ ngưng. Để em làm tiếp thì chẳng được ạ. Tóc khỏe mà. Đó giờ mình có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ đó giờ em có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì chia tay lâu, còn mối tình thứ hai thì mới chia tay được gần 2 năm chị. Nhỏ hơn em tới 12 tuổi chị. Trời ơi. Với lại bạn gái của em thì hay nghe lời mẹ đó. Với lúc quen em cũng có tặng quà nhiều cho bạn gái lắm. Ôi, tặng quà hả? Dạ. Món quà giá trị nhất mình tặng cho bạn gái là nhiêu rồi? Đặng dạ, nhiêu? Lúc đó em mua dây chuyền á chị, với chiếc nhẫn luôn là khoảng 15 triệu chị. Trời ơi, dữ luôn ta. Trời ơi, sợp ghê không? Ga lăng ghê không? Ga lăng mà. Rồi rồi, chia tay xong có đòi lại? Dạ không, em không có đòi quà chị ơi. Ờ, đúng, mình đàn ông là vậy, chia tay dạ. Không đòi quà. Hỏi ra xem bạn gái coi trải qua mấy mối tình rồi. À. Dạ, em thì chưa có mối tình chính thức nào mà gọi là sâu đậm, mà chỉ có tìm hiểu nhau thì khoảng 1-2 tháng. Ừ. À, không hợp thì không quen nữa. Có nắm tay trai lần nào chưa em gái? Dạ có ạ.
Có hôn lần nào chưa? Dạ có. Bây giờ nè, anh này sốt sắng, nó có công đất là sốt sắng lắm. Dạ. Trời ơi, trời lính. Em với anh tự nhiên lúc này. Bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái thế nào? Dạ, mẫu bạn gái em thì hiền với lại có công ăn chuyện làm ổn định giống như em là được rồi. Ừ. 1m55 đổ lên là được anh. Ồ, dễ, phụ nữ là từ 55 trở lên nhiều. Trời, em không đủ tiêu chuẩn rồi anh ơi. Em nhưng em... mà nghe tiếng em thì anh thấy cũng dễ thương, chắc em cũng ok ạ. Ok. Em không thích điều gì phụ nữ là lăng nhăng vậy thôi chứ thôi. Để anh qua anh hỏi coi. Ồ, đàn gái. Dễ thương chưa? Dễ thương nha. Xinh xắn. Này chắc nó gặp nó tặng hai công luôn á. Bây giờ em nghe anh đây nói em thấy sao? Dạ, em thấy ảnh cũng khá là hiền, nhưng mà có một cái điểm là em cũng nghe rất là nghe lời ba mẹ. Cho nên anh ráng làm sao lấy lòng được ba mẹ em là em chịu hết. Ba mẹ của em cũng như ba mẹ của anh. Tại vì có ba mẹ của em mới có em. Nên anh sẽ quý trọng ba mẹ của em. Nó nghe, dạ. Ba gặp mặt tặng hai công đất liền, hai dạ. Bác hai công. Hiểu không? Hợp lý đúng không? Ê. Nói hồi chắc nó tặng hết mẫu rưỡi luôn á. Không, cái đó là ruộng, còn mình làm rẫy có trồng mì nữa anh. Có trồng mì nữa hả? Dạ. Có mì nữa, mì là nhiêu mẫu? Mì của em là 3 mẫu lận. Trời ơi, đất còn nhiều, không sao không nhiều sao. Quá. Tặng anh thêm mẫu mì. Trời ơi, anh làm em cảm thấy anh mất mặt quá vậy anh Linh. Mất mặt quá, thấy đất sao nó lần gần con người. Anh Linh, anh có thấy em với bạn gái này có điểm gì chung không? Nút ruồi. À, trời ơi, nút ruồi này khó kiếm lắm nha. Đó giờ có ai có định kiến gì với nút ruồi của em chưa? Dạ có một bạn nam mà em tìm hiểu là bạn đó nói á, nếu mà cưới em về á là em phải xóa cái nút ruồi này. Ủa, tại vì bạn đó sợ mọc lông mà. Nhưng mà 20 mấy năm trời của em không mọc thì mắc mới gì là em lấy bạn đó về nó mọc mà bạn đó lại bắt em phá. Khoan, để hỏi bên đàn trai coi, em có quan tâm gì tới mục ruồi không? Dạ không. Nếu mục ruồi nó có nhiều sợi lông. Dạ con không sao anh. Nhưng mà mục ruồi nó dễ thương được không? Dạ. Được rồi đó. Được, được. Rồi bây giờ thí dụ bên đàn trai đồng ý thì khoảng bao lâu em cho bên đàn trai bước tới? Dạ nói chung là mình tìm hiểu hợp nhau thì em bao lâu cũng được. Bây giờ hỏi một câu nữa nè, em ghét điều gì ở đàn ông? Em không thích sự vô tâm và không có tôn trọng bạn gái của mình á. Em có quan tâm chăm sóc phụ nữ không? Dạ em quan tâm mình số 1 luôn anh. Thấy chưa, trời. Em lo cho bạn gái từ ly từ tí luôn á. Được không? Dạ được. Về có chuyển sổ đỏ cho bạn gái không? Dạ chuyển luôn anh. Ê cưng. Dạ. Nãy giờ chị nói vô á nha. Chứ nói dạ. Chủ công đất về công chứng là thiệt nha. Đừng phải nói chơi thiệt, nha. Mai là okay, ok. Chị với lại anh Linh về dứng là có công chứng liền. Ok. Mai là nghỉ quay bạn mới họ đi công chứng trước đó. Rồi. Hôm nay Thu đi với ai nè? Dạ em có đi với hai chị họ và hai người bạn thân của em ạ. Rồi. Xin chào. Trời ơi thấy không? Dạ em chào MC Quyền Linh. Chào chị Nam Thư. Thì qua thông tin của hai bạn thì em thấy anh trai bên đây thì cũng khá là dễ thương. Tuy là hơi nhút nhát một tí, có đôi chút ngược lại với bé Thu, tính cách của bé Thu. Tại vì bé hướng ngoại, bé năng động thì em nghĩ là nó cũng sẽ có sự bù trừ qua lại. Thì nếu mà hai bạn mà cho nhau cơ hội để mình hẹn gặp nhau, tìm hiểu sâu chương trình này thì em nghĩ là nó sẽ khá tốt. Nhưng mà em thấy anh dễ thương không? Dạ, em thấy bạn trai đó hiền, rất là dễ thương. Theo em bấm nút không? Dạ, bấm nút đi Thu. Cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ em đi với chị dâu em anh. Em là chị dâu của Tiến. Chị thấy bạn này được đó Tiến. Còn em phần Thu á thì em khỏi phải lo đi. Chị là chị dâu của Tiến nè. Về làm dâu thì rất là ok luôn. Mẹ chồng chị là dễ số 1 luôn. Dạ, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em. Rồi, như vậy là hai bên cũng có ý kiến khá tốt nha. Dạ. Bây giờ hai đứa gặp mặt cái coi. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em. Chào anh. Món quà tặng cho em. Dạ, em cũng có món quà tặng cho. Khoan, cái này. Cái này em có tặng cho chị Nam Thư với lại anh Quyền Linh. Anh Linh. Hai gì anh vậy trời? Tốt dạ, quá, bạn. Ôi, cảm ơn Linh. Trời ơi, anh Linh ơi. Dạ, cái này em tặng cho anh Linh. Dạ, trong đây là bộ tượng Tứ Không. Nó có ý nghĩa là mình không nghe, không thấy, không nhìn với lại không làm những cái điều mà trái quấy trong cuộc sống á. Em mong mọi người thì tâm luôn an yên trong cuộc sống á, Sobo này. Hay quá. Dễ thương quá. Cảm ơn em nhiều nha. Này để cất vô công đất kia. Dạ anh thấy xem sao ạ? Anh thấy em xinh, dễ thương. Dạ anh có mấy người anh ha? Nhà anh thì có hai anh em, anh là nhỏ còn anh trai anh nữa. Em thì cũng có một anh, em là Út. Hôm nay mình gặp cũng như là cái duyên rồi, anh hy vọng là dạ. Mình sẽ bấm nút với nhau cho nhau cơ hội. Chưa gì vậy? Hỏi nhau à, quên nữa, hồi nãy em có nói là sẽ tặng anh một bài rap ngắn.
Ba giờ em còn chưa ngủ, tương tư về anh biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng với người âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào em cũng như là người đang trên mây. Tóc anh là suối, mắt anh là hồ, nụ cười anh là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là sân diệu em cũng biết làm thơ, vì giờ trong đầu em tận thương với nhớ. Đi cùng với anh trên một đoạn đường dài, chỉ mong một lần nắm tay dù là đi đến sáng mai. Chuyện em nói đâu phải ngày một, ngày hai, nếu như anh gật đầu mình bên nhau đến mãi mãi. Cuộc đời em đã từng là bản nhạc buồn, chỉ để anh remix là anh sẽ lên luôn. Từ ngày gặp anh em lại thấy bay bổng, chẳng còn thấy chật chội, chẳng còn dập khuôn. Lại đây em nói nhỏ, anh làm cái gì cũng để em phải nói ỏ. Mặt thì ngáo ngáo, điệu cười thì ngơ ngơ, suốt ngày nói lên tiếng vớ vẩn cũng để em đem về nhà ôm mơ. Chuyện trò với anh cả đêm đến sáng, chẳng cần một giọt cà phê. Không cần không cỏ, không men, không rượu, nhưng mà anh vẫn cứ làm em mê. Anh có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với em nhé. Nhà anh có bán rượu không? Mà sao nói chuyện với anh em say quá. Dừng lại nhanh, cười thêm cái nữa làm tim đứt phanh. Nhà anh có sao anh không ở mà lại di chuyển vào tim em. Anh có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại. Vậy thì đến đây với em đi, chứ sao cứ còn hoài tìm ai. Vòng tay em không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài. Nhưng mà để ôm anh hay chỉ đến với anh thì việc gì với em cũng không ngại. Anh xin hết ạ. Rồi. Cái điều này là em nghĩ không những một công đất mà mấy mẫu đất là đi hết sạch. Không, không dài. Xuất sắc cho bạn nữ. Xuất sắc. Em trai cảm nhận thế nào em trai? Ngoài sức tưởng tượng của em. Cho mấy công đất? Chắc phải cả mẫu luôn quá. Ê, ê. Dạ. Anh hỏi, bây giờ em gặp ai cũng cho đất, nhưng mà đất là ai đứng tên vậy? Dạ em đứng tên. Thiệt không? Dạ, ừ, tại vì hồi đó em có làm, em mua thêm mớ nên em đứng tên. Trời ơi, đứng tên chắc quá. Anh rồi. Em có 1m5 mà. Không, không sao, em dễ thương mà. Dạ, dễ thương. Nhưng mà hai đứa mình hả? Mà vậy là vừa rồi, sinh con là vừa. Trời em phải chuẩn bị cho đám cưới rồi. Tinh thần với lại vốn liếng cho đám cưới rồi. Còn hết luôn rồi hả? Dạ, bạn gái ok là chỉ về cưới thôi. Trời ơi, rồi em nghĩ sao về chuyện làm dâu hả bé Thu? Em thì dễ lắm chị, tại vì em khá là được lòng những người lớn tuổi á. Ừ. Cho nên là chị làm dâu với em thì em nghĩ là khá là dễ. Với lại nhà em thì không có làm dâu chị ơi. Mẹ em thì phụ chị, em bán suốt ngày à. Nên mình cưới nhau coi như là ở không có làm dâu à. Nói chung là đây rất là thuận lợi đó. Bây giờ mình chốt lại đi, mình nói gì đó nè. Mình nói đây trước khi mà mình quyết định tới cái ghế bấm nút nè. Rồi nếu mà cả thế giới này quay lưng với em thì anh sẽ quay lưng với cả thế giới đi yêu em. Thấy chưa anh Linh? Nói câu tôi muốn xỉu luôn rồi. Vậy là quá dữ luôn rồi đó. Mình sẽ để tay vào nút bấm. Chúng ta hãy trung thực với cảm xúc của mình. Nếu mình cảm thấy người đó làm cho mình thật sự rung động, đó là một nửa của mình, thì các bạn hãy bấm nút. Còn không, không sao cả. Đừng tự lừa dối con tim của mình. Suy nghĩ cho thật kỹ, đừng có mờ mắt gì đất nha. Nói gì nói, tình yêu phải là từ trái tim. Tình yêu không phải vì tủ thuốc nha. Dạ. Phải suy nghĩ thật kỹ, bây giờ mình có thể nói vui, nhưng đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra xem con tim mình có rung động hay không. Ừ. Nào, chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Yeah. À. Rồi. Đây, mời bé, cô bé nè. Nắm tay nhau đi nào. Nắm tay nè. Bạn Thu đã cho em cơ hội, em hứa với mọi người là em sẽ chăm chút bạn ấy đến trọn đời ạ. Không làm bạn ấy khổ, không làm bạn ấy khóc vì em. Hay quá. Này nó có duyên ghê ta. Rồi, Thung. Không, xin rồi. Thu cho anh Thung một cái nha. Dạ. Dạ đó trời. Trời ơi.